Mình cho tất cả các bạn, bạn đang cần đăng ký gói cược Vinaphone 3 ngày để có thể sử dụng được data một cách ưu đại nhất. Thì sau đây trong video video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một gói cược mà các bạn có thể sử dụng trong 3 ngày với data là rất khủng nha các bạn và chi phí cũng rất thấp, chỉ tầm khoảng là 15 000 đồng Rồi, nếu các bạn đang cần đăng ký data, muốn sử dụng data nhiều trong 3 ngày hoặc là từ 1 đến 3 ngày thì các bạn cứ theo dõi mình, mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể đăng ký nhanh nhất nha các bạn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tài phần mô tả video clip đây các bạn. Các bạn sau khi xem xong cứ kéo xuống phần mô tả click vào từng link đấy nha các bạn để đọc thật kỳ Nói sau đó đăng ký gói cược nhé các bạn. Ngoài ra các uh, link về hướng dẫn nhân thể cao, uh, nhân sim mình đều để ở phía dưới đấy các bạn. Các bạn cứ click vào từng link tìm hiểu thật kỹ nha các bạn. Tại trang chủ kênh YouTube sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích về các uh, gói cước cũng như các uh, chính sách khuyến mãi của nhà mạng Vinaphone để các bạn nếu các bạn đang cần tìm hiểu thêm thì cứ vào trang chủ kênh youtube như các bạn click vào từng link đây để tìm hiểu các thông tin đăng ký cũng như để nhận các chương trình tăng data hoàn toàn miễn phí đấy nhé các bạn ngoài ra các bạn nhớ like kênh đăng ký kênh và để lại like comment về cụ pháp like, số thứ tư like, số điện thoại di động của bạn thì bạn máy mắn nhất cũng sẽ nhận được thẻ cao là 10 ngàn từ bên mình gửi tặng nhé bạn Nếu bạn đang cần data trong khoảng một thời gian ngắn tầm 1 đến 3 ngày thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một gói Vina khoảng 15 000 đồng thôi nhưng các bạn có thể sử dụng data thoải mái trong vòng 3 ngày. Đối với data này ấy, là bây giờ là chúng ta đều 3G 4G rồi nha các bạn nếu các bạn yên tâm. À, về cách đăng ký cũng như sử dụng thì mình sẽ để thông tin à, tại phần mô tả ở phía dưới cho các bạn. Các bạn nhớ click vào tương link để đăng ký và các bạn sẽ soạn tin nhắn theo hướng dẫn tại bài viết nhé bạn. Hoặc là thử cách thứ hai là các bạn có thể vào trực tiếp à website rồi sau đó nhận vào chữ đăng ký qua SMS đấy mẹ đấy các bạn. Là ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển qua mục tin nhắn trên điện thoại của bạn, bạn chỉ việc gửi đi, nó sẽ đăng ký thành công như các bạn. Đối với gói cước này chúng ta sẽ có chi phí là 15 000 đồng chúng ta sẽ có 3 ghi data tốc độ cao và các bạn sẽ sử dụng trong vòng 3 ngày nhé các bạn. Đó, rất ưu đãi luôn. Tất cả các thông tin về khuyến mại các cách kiểm tra gói cược, cách hủy gói cược là đều ở phía dưới đấy Các bạn cứ vào link website để có thể tìm hiểu và đọc thật kỹ nhé các bạn Ngoài ra, tại website còn có rất nhiều thông tin gói cược khác đấy các bạn Rất ưu đại, với chi phí khoảng 20.000, ngàn, 10.000, ngàn, thậm chí là 5.000 là các bạn đã có thể lên mạng thoải mái rồi nhé bạn Nếu các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng data trong vòng 1 năm, 3, 4G, 5G miễn phí ấy Không cần phải nạp phí GT, cứ nhận SIM là sử dụng ấy Thì các bạn có thể chơi game, đượt gạch, xem YouTube Facebook lượt gửi cả cả năm đấy bạn thì các bạn cứ click vào đấy nha các bạn sẽ chuyển qua trang bắt về bên mình mình giới thiệu rất nhiều loại sim mà các bạn có thể miễn phí lên mạng cả năm đấy các bạn bạn vào mà nhận sim cho các bạn ngoài ra những gói cước ưu đại mình đâu để ở phía dưới đây để các bạn có thể tham khảo đấy bạn tại trang chủ website vinaphonevn.com thì mình bên mình cũng thống kê liệt kê rất cả những gói cước mà ưu đại nhất với chi phí thấp nhất để các bạn có thể đăng ký và sử dụng đấy các bạn đây có những gói cước ví dụ như là 120 g, 4 g đến một ngày, 30 g một tháng, chi phí khoảng 30 000 ngàn 40 000 đấy các bạn. Đó. Rất rẻ luôn nha các bạn. Nếu các bạn đang cần sử dụng data tá hoặc là nghe gọi nhiều ấy, thì nên đăng ký các gói cước này để tránh bị trừ tiền oán uh, cho các bạn. Các bạn cứ đăng ký thì nó sẽ tròn gói cho các bạn luôn. Đấy, có những gói cước dùng một ngày đấy các bạn, dùng một tuần đấy các bạn. Đó, rất rẻ nha các bạn liên của website liên của bài viết hướng dẫn đăng ký gọi D3 thì mình sẽ đề tài phân mô tả video clip để các bạn các bạn cứ vào link về sai đi rồi sau đó nhận chữ đăng ký uh, qua SMS rồi các bạn sẽ đăng ký thành công nha bạn ngoài ra những thông tin hữu ích nhất những uh, chương trình tăng đá tá tăng thẻ cao là mình đều để ở phía dưới để các bạn có thể vào lựa chọn và đăng ký để các bạn và tất nhiên các bạn đừng quên vào trang chủ kênh YouTube của mình rồi uh, từ đó các bạn có thể xem thêm các video clip đấy để các bạn có thể uh, có thể tìm ra cho mình những gọi cược phù hợp nhất À, giải quyết những vướng mắc của bà ví dụ như sim bị khóa cách lấy like, sim cách kiểm tra sim của mình tại sao bị trừ tiền đấy các bạn cách ứng tin nhiều lần đấy các bạn đó thông tin đều rất hữu ích và mình đều để ở phía dưới tại các video clip này nhé các bạn rồi bây giờ bạn cứ vào website vn com sau đó tìm đến gọi đăng ký mà mình cảm thấy phù hợp nhất cho các bạn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gọi là bán à, ngay đã tá khủng con uh, ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu và có thể thấy là có rất nhiều gọi cửa khác Để các bạn uh, bạn có thể sử dụng hoàn toàn là miễn phí đấy vì vậy các bạn cứ vào link uh, ở phía dưới nhé các bạn rồi click vào các gọi và đăng ký cảm ơn các bạn rất nhiều